chào các bạn, tôi là Việt Anh, đến từ công ty cổ phần Zoom Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách định giá xe nâng cũ, một chủ đề quan trọng mà nhiều doanh nghiệp quan tâm khi muốn đổi xe nâng cũ để mua xe nâng mới. Trong quá trình sử dụng thiết bị để vận hành kho bãi, công xưởng, nhà máy, các doanh nghiệp đều không khỏi đau đầu khi thiết bị có tốc độ hao mòn nhanh hơn so với dự kiến. Thiết bị hỏng hóc, sửa chữa mất nhiều thời gian, nguồn lực, gây khó chịu cho nhân công vận hành khi làm việc. Sau một thời gian dài sử dụng, xe nâng đã hết khấu hao, thường sẽ phát sinh ra những bệnh vặt như là củ đề thì bị hỏng hoặc là mòn trổi than, dễ gây chập cháy. Bình ắc quy thì ngày càng bị yếu đi, cầu chì bị chập cháy hoặc dây điện bị hở, ổ khóa thì khởi động động cơ bị hỏng, hộp số thì bị báo lỗi. Động cơ không đề được do các nguyên nhân hệ thống điện quá cũ và còn nhiều bệnh vặt nữa, thường ngày phát sinh. Là doanh nghiệp luôn quan tâm và thấu hiểu khách hàng của mình, Zoom Việt Nam đã phát triển dịch vụ thu cu xe nâng cũ đổi xe nâng mới nhằm giải quyết nhu cầu trên. Quy trình đổi cũ mua mới xe nâng như sau. Bước 1. Xác định xe nâng cũ của quý khách còn hoạt động, đủ điều kiện để tham gia chương trình thu cũ đổi mới. Bước 2. Thẩm định giá trị còn lại của xe cũ. Bước 3. Thanh toán phần chênh lệch giữa xe mới và xe cũ. Bước 4. Nhận bàn giao xe mới. Về hướng dẫn định giá xe nâng cũ, theo lý thuyết, mỗi năm xe nâng sẽ được tính hao mòn từ 10 cho tới 15%. Vì vậy, sau 5 đến 7 năm, xe nâng đã được tính hết giá trị hao mòn. Nhưng trên thực tế, khi đổi bán xe nâng cũ, lấy xe nâng mới, khách hàng vẫn có thể thu về một khoản thanh lý. Để biết chính xác số tiền thanh lý, quy trình định giá xe nâng cũ như sau. Bước 1. Cần phải chụp ảnh xe nâng cũ. Chụp các cái chi tiết ảnh như là hai bên hông, trước và sau, động cơ, tem xe, phần đối trọng chỗ móc cáp. Bước 2. Quay video clip xe nâng cũ đang hoạt động, cụ thể là quay lúc đề máy và ga thốc. Quay video tiến lùi. Thao tác khi không tải. Quay video khi nâng lên hạ xuống. Quay video hơi thừa. Bước 3. Ghi rõ thông tin về xe, các lỗi mắt thường nhìn thấy. Bước 4. Gửi thông tin về phòng định giá của công ty. Bước 5. Phản hồi lại thông tin cho khách hàng. Khi chăm sóc hộ mãi, thu cũ đổi mới xe nâng, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật và nhân viên phòng phụ tùng cùng cam kết chăm sóc hậu mãi để cung cấp dịch vụ sau bán tốt nhất cho khách hàng. Gửi thông tin, cung cấp lời khuyên về cách sử dụng thiết bị, sẵn sàng trả lời câu hỏi liên quan đến thiết bị, thương hiệu, nhà máy, nhà nhập khẩu và các chứng từ nhập khẩu. Nắm bắt và không ngừng cải thiện sự hài lòng của khách hàng để dịch vụ ngày càng được nâng cao. Thường xuyên cập nhật các thông tin ưu đãi về các thiết bị, hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng hoặc là quan tâm. Nhận trợ giá bằng tiền mặt khi thu cũ đổi mới xe nâng. Số tiền thu mua xe nâng cũ từ khách hàng cần phải chuyển kịp thời, đủ đến tay khách hàng. Trong chương trình áp dụng chính sách hỗ trợ về giá, cần thông báo chi tiết trước khi thu mua cho khách hàng. Công ty cổ phần Zoom Việt Nam là nhà nhập khẩu và cung cấp các chủng loại xe nâng hàng mới có sẵn. Chúng tôi bán hoặc cho thuê với thủ tục nhanh gọn, giá tốt, phục vụ toàn quốc. Hãy liên hệ theo số hotline 0961 248 222 để chúng tôi có thể tư vấn mọi thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!